Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Huế CIT vừa đón nhận tin vui khi vinh dự được trao tặng danh hiệu Sao Khuê 2016 với sản phẩm khung kỹ thuật chỉnh quyền điện tử và hệ thống công sở điện tử đa cấp. Trải qua 3 vòng thẩm định, sản phẩm đã được vinh danh tại Sao Khuê 2016. Đây được đánh giá là một trong 73 sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam. Trước đó, công trình đã đạt giải nhất khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015. Sản phẩm khung kỹ thuật chỉnh quyền điện tử và hệ thống công sở điện tử đa cấp là hệ thống được xây dựng trên nền tảng DNN, là một khung nền kỹ thuật ứng dụng phù hợp cho quy mô và phạm vi ứng dụng chỉnh quyền điện tử của một tỉnh, giải quyết được các vấn đề liên thông kết nối, chia sẻ nội dung và thông tin tác nghiệp đa cấp, đa lĩnh vực trên phạm vi diện rộng nhưng vẫn kế thừa thành công được các ứng dụng và dữ liệu cũ đã có của địa phương đó. Hệ thống có phạm vi xuyên suốt đồng bộ từ cấp tỉnh xuống cấp xã, liên thông giữa các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính quyền, có thể nâng cấp theo cả yêu cầu nghiệp vụ phát sinh. Sau một thời gian triển khai thử nghiệm và hoàn thiện, sản phẩm đã đủ điều kiện để thương mại hóa. Hệ thống này là hỗ trợ điều hành tác nghiệp cho toàn tỉnh, tức là từ tỉnh đến các sở ngành hoặc đến các địa phương và đến cả từng cái công chức. Và ngược lại, cái hệ thống bên ngoài thì có thể hỗ trợ cho từng cái công dân trên địa bàn tỉnh hoặc là du khách bên ngoài, tức là có thể tương tác với chính quyền thông qua cái hệ thống ở bên ngoài. Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn được một cái nền tảng là từ trên nền tảng mở và nó đảm bảo được những cái tính đảm bảo những tính hiện đại và có cái khả năng mở rộng cũng như liên thông tích hợp với những cái hệ thống đang có. Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế qua nhiều năm tham gia từng bước nâng cấp và vận hành có hệ thống. Hệ thống mới với các kho dữ liệu dùng chung toàn tỉnh như bài viết, bài phát biểu, văn bản chuyên ngành, văn bản hệ thống quản lý chất lượng. Theo đó, ban biên tập và cán bộ công chức viên chức ở các cơ quan đơn vị trong tỉnh khai thác nguồn tài nguyên chung phục vụ công việc hiệu quả hơn. Cái phần mềm này nếu như mà đưa vào áp dụng thì nó thực sự là nó là tiện ích, bởi vì nó như là mỗi một cán bộ công chức thì nó như là một cái bàn làm việc điện tử, rồi đối với cơ quan thì nó như là một cái văn phòng điện tử đó. Thì nếu như mà vận hành nó thì nó sẽ đem lại rất là nhiều tiện ích cho mỗi cán bộ công chức, bởi vì nó sẽ làm một cái công cụ cho đối với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cơ quan, nó là một cái công cụ để mà quản lý điều hành. Rồi đối với cán bộ công chức thì nó là một cái phương tiện để mình làm việc không thể thiếu được. Riêng Huế CIT, danh hiệu Sao Khuê sẽ là một dấu mốc để đánh giá cho sự nỗ lực của đơn vị trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Trong thời gian tới, Huế CIT tiếp tục cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin của trung tâm được triển khai ứng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền chính quyền điện tử nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của tỉnh, chất lượng cuộc sống của người dân, cải cách hành chính của đất nước và hội nhập quốc tế. Danh hiệu Sao Khuê 2016 xem như là một bước tiến quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế trên lộ trình phát triển chính phủ điện tử, đánh dấu nỗ lực trong cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở kế thừa các thành quả công nghệ thông tin trước nay một cách hiệu quả nhất.